Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình lên cho anh em full cái dàn chân của rim Thái cho anh em. Thì ở đây thì anh em cũng biết rồi, một chiếc rim Thái thì khi anh em chúng ta sử dụng đến bây giờ nó cũng khoảng ít nhất là chục năm đi, tính chục năm thôi được rồi. Thì cái dàn chân của nó cũng đã có những vấn đề, ví dụ như là cần số của nó thì cũng đã mòn, chống đứng thì cũng đã bị hư lủng, gác chân máy thì nó bị cong, hay là cần thắng nó cũng mòn gai, cao su gác chân trước thì nó cũng bị mòn, nó ra còn là bị lủng luôn, gác chân sau thì nó bị mòn và nó bị rơ đó, chống nghiêng thì nó mòn hết rồi. Thì đây hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái dàn chân của Dream Thái anh em nha. Thì nó có khá là nhiều chi tiết có thể nó chưa đủ hết, nhưng mà theo mình thì nó cũng giải quyết được khoảng 90% cái nhu cầu của anh em rồi đó. Em ơi lấy cho anh con dao á. Thì mình sẽ khu cho anh em, mình sẽ quay cho anh em coi từng món một, và những cái món nào mà anh em cần thì anh em có thể chúng ta đặt mua hoặc là anh em xem tham khảo. Thì mình sẽ vừa tư vấn cho anh em mà mình cũng vừa là giới thiệu sản phẩm cho anh em luôn đó. Thì thực ra thì không có, gần như là không có xe nào mà nó hư một lần hết tất cả bao nhiêu đây được, nó chỉ có xấu đi thôi, chứ nó hư nó sẽ không hư cho anh em nha, hư nó không hư nhưng mà nó chỉ xấu đi thôi đấy. Thì mình sẽ giới thiệu từ từ cho anh em, để mà chúng ta có nhu cầu về món nào thì mình sẽ đặt cái món đó đó, hoặc là anh em xem tham khảo cho vui, để mà mốt nếu như anh em có điều kiện thì anh em mua, hoặc là chúng ta xem coi của nhà mình còn xài được không. Nếu mà còn xài được thì chúng ta không cần phải bỏ tiền ra mua, nó tốn tiền. Rồi đầu tiên là mình sẽ nói về cái thứ nào to to trước đi. Đây, gác chân máy anh em ha. Đây là một bộ gác chân máy của Thái này. Đây, tem là tem Thái không cho anh em nha. Đó, thì con này là gác chân máy của Dream Thái. Đây, mới 100% nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đồ mới 100% cho anh em. Rồi mấy bữa mình sẽ giới thiệu đồ theo xe luôn cho anh em luôn. Anh em nào thích chơi đồ mới thì chúng ta lên nguyên dàn đồ mới thì nó cũng đẹp. Mà anh em cũng chơi chiếc xe theo xe thì anh em có thể vô theo xe cũng được. Nó tùy theo cái nhu cầu của anh em thôi. Rồi đây, mình sẽ gỡ cái gác chân máy ra cho anh em coi. Gác chân máy này nó mới 100% nha anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm là không phải lo là nó bị cong mẹo hay là nó bị vấn đề gì đâu. Thì cái này nó của Thái cho nên là thứ nhất anh em yên tâm, nó của Thái cho nên là nó sẽ cứng hơn cái của Việt rất là nhiều. Cái của Alpha Việt Nam anh em thì nó bị một cái là nó rất mềm, khi mà anh em chỉ cần cạ nhẹ thôi là nó đã cong rồi. Còn cái cây này nó của Thái anh em cho nên rất là dày và rất là nặng nha. Nốt hàn thì của nó rất chi tiết. Nước sơn thì đặc biệt là nước sơn là rất bóng rồi, không phải bàn rồi. Thì cái giá của cây này là 325.000. Thì anh em biết vì sao chúng ta hay thay cây này không? Thứ nhất là anh em để ý giúp cho Đạt là cây này thì nó thường hay bị gãy cái bát ở đây. Bốn cái lỗ này nó hay bị gãy nè anh em. Đó, hay bị bể bốn bát này. Thứ hai là anh em chúng ta coi với mình là cái phần khoen ở đây. Khoen này nó hay bị mòn nha anh em nha. Cho nên là khi anh em chống nghiêng á, có thay chống mới vô mà nó bị mòn chỗ này quá là anh em thay vô nó cũng không có đứng cái xe lên được. Thứ ba là anh em ta bị gãy. Bị gãy với cái chỗ này, gãy mấy cái bát này và đem đi hàn lại. Thứ tư là nó bị cong, anh em ngã xe nhiều nó cong vẹo qua một bên luôn. Đấy, thì nó đã cong rồi thì anh em có uốn cái nào uốn nó cũng không thẳng họa hẳn là được nha anh em nha. Đó, thì đó là những cái lý do khiến anh em phải thay, hoặc là đôi khi nó bị cũ anh em nó sét quá rồi, nó bị cũ nó đen nó sét quá rồi thì anh em cũng thay cũng được. Đó, thì cái mức giá của nó là 325.000, 325.000. Nhưng mà riêng trong clip này á thì anh em nào mua một cái gác chân á thì là tặng cho anh em một cặp cao su gác chân luôn. Cái này là Đạt đang bán là 100.000, nếu anh em mua thì mình sẽ tặng cho anh em luôn cái cặp cao su gác chân này luôn ha, để cho anh em về anh em thay vô cho nó ngon. Đấy, thì cái bộ này nói chung là mình thấy thì gần như xe nào cũng có vấn đề trục trặc thôi anh em ơi, không có xe nào mà nó còn nguyên đâu, hoặc là nhiều xe nó còn nguyên thì cũng là xe đẹp đó, anh em cứ để lại mà xài. Nếu mà nó còn đẹp anh em cứ để lại xài thì có mua mới làm gì, tại vì cái cũ á, theo Đạt thì mình cảm nhận là cái cũ nó còn dày hơn cái mới nữa cơ. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm ở đây đi, nó cũng khá là to, cũng khá là nhiều người bị hư, tại vì cái này xài nhiều lắm anh em. Đó là cái chống đứng của Dream Thái anh em ha. Đây là cái chống đứng zin của Dream Thái, đây mình sẽ quay cho anh em coi. Đây, quay cho anh em coi cái chống đứng của Dream Thái luôn. Chung là mình giới thiệu hết cho anh em nhá, mình không có giới thiệu một vài món, mình sẽ giới thiệu hết trong này luôn. Đây, đây chống đứng của Dream Thái nha anh em. Anh em để ý với mình, trong đứng Dream Thái thì nó chỗ này nó chỉ có một lỗ thôi, một lỗ ở đây thôi nha. Đó, anh em là chúng ta cần thì anh em quan tâm liên hệ thôi. Đó, một lỗ một, rất là đẹp nha anh em.
thì nó theo Đạt đó thì cái chống đứng này nó sẽ không dày bằng theo xe đâu nha, theo xe nó dày hơn á, nhưng mà nói chung thì Đạt thấy là cũng ok. Chỗ lên này thì bọn nó cũng đẹp đó nè, nó cuốn đúng nè, nè thấy không, cuốn đúng nè, nhiều cây hàng hàng đẻo anh em nó uốn gì mắc cười lắm. Mấy cái lỗ này lỗ thoát nước cho anh em nha, lỗ này lỗ thoát nước nha. Đó thì theo Đạt thì cây này anh em xài ổn áp, giá thì là 430.000 một cây, hơi cao một chút ha, 430.000 một cây cái này rồi ok. Chống đứng thì anh em có để ý với mình, thứ nhất là một số cây hoa xe nó bị cố quá thì cái lỗ này nó bị lỏng nha anh em nha, nó bị lỏng cái lỗ này. Thứ hai là nó bị gãy, gãy ngay đây, một gãy ngang ngay đây. Thứ ba là nó bị lục mục lục hết ở dưới này luôn, dưới này nó mòn nó lủng hết rồi. Đó thì đó là những cái mà lỗi thường xuyên mà gặp phải của cái cây chống đứng này nha. Chống đứng này 430, anh em chúng ta có thể mua hoặc là tham khảo thôi cũng được. Đấy. Nếu anh em muốn tiết kiệm thì anh em có thể mua mấy cái alpha này thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó không có đúng nha anh em nha, nó không có đúng rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cần thắng của Đinh Thái nè, mãi gần đời năm luôn. Cần thắng này thì chắc là một trong những cái mà hư hay hư nhất rồi. Cần thắng thì gần như xe nào cũng hư. Đây, mình sẽ quay cho anh em coi và mình nói lý do sao cây nào cũng hư, xe nào cũng hư. Đây, trời ơi, nó mới bóng loáng rồi anh em ơi. Thì đây nha, cây cần thắng này á, thứ nhất anh em sẽ để ý mà chưa nói đến mòn nha, xe mà chạy á, là chỗ này nó sẽ cạ gầm, cạ gầm phía dưới của cái đáy của cái cây cần thắng này, cạ gầm ha, thì nó cạ thì đương nhiên nó chầy móp, chầy xấu. Thứ hai là nó bị chảy hết xi luôn, chảy đen xi lại luôn. Và cuối cùng đây, mặt đạp của nó không còn đẹp nữa, mặt đạp của nó đã bị mòn hết rồi, đạp là nó chuột, đạp là nó chuột thôi. Nhiều người mà đi cái dép mòn là đạp trời mưa đạp không có được luôn đó. Thì đây là cây cần thắng của Đinh Thái mới 100% luôn. Anh em nhìn cái độ bóng của nó thì anh em cũng biết ở cái chất lượng như thế nào rồi. Cái này cam kết zin hết nha, mấy đồ mình cam kết đồ zin hết. Đây, cao su cực đẹp luôn, mặt đạp cực đẹp luôn nha. Đó, anh em thấy thì em thấy thích rồi ha, rất là đẹp nha anh em. Đó, dưới này nó có một cái lỗ mà nó bị lủng lên cho anh em nha, mà cái lỗ này là cái lỗ thoát nước nha anh em, để tránh bị mục lủng ha. Thì cái cần thắng của Đinh Thái nó hay một cái là cái nước xi của nó rất là bóng, nhìn nó rất là đẹp, lên xe nó rất là sáng luôn. Mà cây này anh em biết bao nhiêu không, có 230.000 thôi đó, rất là rẻ nha, 230 là quá ok rồi, anh em lên xe là đẹp. Anh em là rim là anh em gắn rim, quay là anh em gắn quay nha, tại vì rim với quay là cái form của nó khác nhau, cho nên là nhiều lúc gắn vô anh em gắn không có được, nó cạ bô nó cạ tùm lum hết nha, anh em phải gắn đúng. Super với rim lù rim Thái thì anh em gắn chung được, nhưng mà rim với quay anh em gắn không có gắn chung được đâu, khác nhau ha. Đó, em lưu ý. Rồi tiếp theo là đến với những cái sản phẩm nó nhỏ nhỏ hơn một chút, như đây là chống nghiêng. Đây, combo chống nghiêng này thì nếu mà đi với chống đứng thì quá đẹp luôn này ha, là cái chống nghiêng nha anh em. Đây, chống nghiêng này đó, đây chống nghiêng Đinh Thái này, em thấy chưa, quá đẹp luôn. Đó, cái chống nghiêng này anh em biết bao nhiêu tiền không, có 150 rồi đó anh em. Đầu ơi, cực đẹp luôn nha. Đó, quá đã luôn ha, giá có 150 thôi nha anh em nha, cực đẹp luôn. Đấy, sơn thì thôi, sơn mới là mặt đạp của nó, nhìn thì đã cực kỳ rồi. Cái này thì nó thẳng ra đi, bây giờ tầm 10 xe chắc được một xe hai xe là còn chống nghiêng mà nó cũng mòn rồi, hiếm xe nào mà còn chống nghiêng mà còn là đẹp lắm anh em. Đó thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ với Đạt nha, đúng rồi, gì nha anh em nha. Đó, rất là đẹp, giá chỉ có 150 thôi, bao rẻ luôn. Rồi ok, tiếp theo là đến với anh em một sản phẩm khác là một cái tai treo bô. Đây, tai treo bô của Đinh Thái ha. Tai treo bô này anh em là mình thấy anh em hay bị gãy nè, đứt ngay đây. Cái lỗ chỗ này do nó mỏng quá anh em, nó sát đây quá cho nên là nhiều anh em siết đạp treo bô xuống cái nó xé là nó đứt luôn. Đó, thì cái này là nó xé ra nó đứt ra luôn anh em ha. Thì anh em là mà chúng ta bị hư thì anh em có thể mua cái này hàng zin nha anh em nha. Zin Thái giá nó như có 180 anh em ơi, rất là rẻ. 180 là quá rẻ luôn á, miếng này 180 là quá rẻ. Ngày xưa mình bán mình đi kiếm miếng này mình mua 500.000 đó anh em. Rất là đắt nhá. Còn miếng này anh em là bị chảy sơn quá rồi, hoặc là bị bể, bị cong, bị móp, hoặc là bị đứt, anh em có thể chúng ta mua. Có 180 thôi, rất đáng để thay luôn nha anh em nha. Rồi.
Tiếp theo là một cây cần số của Yên Thái này. Cao su thì mình bỏ qua nha, cao su thì không có gì để nói. Quay cần số thôi. Đây là cây cần số của đời Yên Thái nha anh em. Sẽ bịt mới 100% nha. Mới 100%. Ok. Đây là cây cần số của Yên Thái nha. Wow, bóng dữ chưa, quá đẹp anh em ha. Cây này 350 nha anh em. Rim Thái thì anh em có để ý với mình, cái chỗ phần mặt đạp này này siêu dày luôn. Chỗ này anh em thấy nó dày như một miếng sắt, rất là dày nha. Cho nên là cần số Rim Thái mà, bởi vậy anh em nào kêu cần số Rim Thái hư là hư không nổi đâu anh em ơi. Trâu cỡ này mà không biết tại sao ngày xưa người ta làm mà ta làm là một cái cần số mà nó có cái bản dày như thế này, mình cũng không hiểu được. À, nó rất là dày luôn á, nó dày hơn quay Thái, quay Alpha rất là nhiều đó. Đây à, em ơi em lấy cho anh một cái cần số super xi bóng đi, so sánh với cái này cho anh em coi luôn. Super xi bóng trên kệ rồi, đây anh em ha, mình sẽ so sánh cho anh em coi cái cần super xi bóng và cái này, cái độ dày của nó này anh em thấy không, như mẹ với con luôn. Cái cần số Rim Thái nó rất là dày luôn nha anh em nha, nó dày hơn rất là nhiều luôn này, đây này đấy chưa, nó dày hơn hẳn luôn này. Rồi đây này em thấy cái Rim Thái này nó chất lượng như thế nào đó, giá của nó thì cũng rất là tốt nha, 350 một cây mà đẹp cực kỳ luôn em, có được cái đầy đủ cao su cho anh em nha. Rim Thái này cái đầu nó này như gì phải không, quá đẹp luôn. Mặt đạp thì thôi khỏi bàn rồi, mặt đạp đã định rồi. Rồi giá của nó là 350 cho anh em nha. Đó, thì cần số này nói chung cần số thì anh em hư nhiều, đạp mòn hết hai đầu này, cần số này nó chỉ hư mòn hai đầu với nó chảy cái thân nó chứ nó không hư gì nữa anh em. Hiếm khi mà cần số gì mà nó hư được cái răng ở trong này lắm, hiếm lắm, chủ yếu là nó hư cái đầu đạp này với cái này với lại mới chảy phía đây thôi chứ cũng không hư gì nhiều, nhưng mà nó hư vậy là muốn hư hết rồi đó anh em. Rồi tiếp theo là một bộ cần đạp máy, đạp máy ha. Đây cần đạp phải có cao su luôn, cần đạp máy của Thái này anh em. Cần đạp máy Thái ha. Đây mới tinh siêu bóng luôn nha anh em. Đó con này có 300 thôi nha anh em nha, con này có 300 thôi anh em, lên xe là quá đẹp rồi. À 301 chứ lộn, 301 quên, con này 301 nha, mình không nhớ mà nhân viên mình nhắc cho mình mới nhớ, mình lộn. 301 cho anh em nha, quá đẹp luôn. Đợt thành như này nó dấu chấm này đó. Nói chung con này thì anh em lên xe thì định rồi, nhìn địa bàn nó đâu này, lỗ tròn luôn nha, siêu bóng rồi nha anh em, con này lên xe là siêu bóng rồi nha, rất đẹp nha. Giá có 310.000 thôi, con này thì gần như nó không bị gì, nếu mà cũ thì nó không bị gì, nó chỉ bị chày xước xấu đi thôi, với lại cái này đôi khi nó lỏng anh em, cái phần khắc vặn qua lại này đôi khi nó lỏng, như cái này mới thì nó tưng lắm này nè, đó nó dính chặt và nó tưng lắm, đã lắm. Còn theo xe thì đôi khi nó bị lỏng cái phần này và nó bị xấu cái cây này thôi, chứ nó cũng không bị gì anh em ơi. Đó thì có 310.000 thôi, anh em thích thì anh em dứt cũng được không có gì. Và cuối cùng đây là một bộ cao su da băng, cái này thì mình mở rồi ha, lấy bộ mở rồi quay cho anh em. Tại cái này nó ít hàng cho nên là mình bộ lấy bộ mở rồi mình quay, anh em thông cảm ha. Bộ cao su gác chân sau của Rim Thái này da băng, cái này không phải cao su nha, nguyên bộ gác chân nó không phải cao su không nha. Bộ này thì nó tới 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chi tiết nha anh em, 12 chi tiết mà này là hàng made in da băng nha anh em nha, cái nhìn da bằng nha. Đây và cao su này điểm đặc biệt của nó là cao su zin chuẩn zin nhất luôn, cho nên là ở trên thân này nó sẽ có chữ A và chữ B này. Đây, chữ B này nhá, nào đó quá đẹp. Đây chữ A này, chung là hàng thường thì anh em kiếm không bao giờ ra cái này đâu anh em, ở các cửa hàng ở quê mình cam kết không bao giờ có cái này. A B đây, thấy chưa,
gọi chữ AB quá đẹp rồi anh em ơi. Đó. Lõi này, lõi thì xi xanh nha anh em nha. Cực kỳ nặng, cực kỳ dày và xi xanh nha. Nó là hàng Nhật hết rồi anh em, không phải nghĩ rồi, cái này nó là hàng da băng rồi, nó là định của định rồi. Đó. Thì cái này giá của nó có 160 thôi. Một bộ 12 chi tiết, cao gác chân sau của Lim Thái có 160 thôi, hàng Nhật anh em nha, made in da băng nha. Này mấy cái này là mấy cái phe này. Cái phe mấy cái chốt trẻ này kia nè. Đó. Là 160 nha anh em nha, rất là rẻ. Đó. Cao su da băng nha. Mềm thì không khỏi nói rồi. Về độ mềm thì không phải bàn. Đó. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em một số cái mặt hàng như vậy. Thì anh em nào chúng ta cảm thấy dàn chân của anh em nó thiếu món gì thì anh em chúng ta có thể mua về để anh em chúng ta lên xe nha. Đây là full dàn chân của Rim Thái luôn rồi đó anh em. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.